Di các phim xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review nội dung đấu phá thương khung phần 5 tập 4, mời các bạn cùng đón xem nhé. Ta nghĩ, ngươi một đường theo dõi chúng ta, nguyên nhân là vì tàn phá đổ, lắc lắc thành đao trong tay, phạm lăng đột nhiên nhàn nhạt, nhạt nói, trọng xích khẻ run. Trên khuôn mặt thanh tú của hắc bảo nhân toát ra vài phần lãnh ý, hắc hắc, xem ra vận khí bổn thiếu tông thật sự không sai, đánh đầu chúng đó, đều có thể đoạt các bảo bối. Nếu ngươi để ý thứ đó như thế này, nói vậy nó cũng không phải vật vô dụng, chờ sau khi trở về ta sẽ báo cha ta quan sát một chút lấy lịch duyệt của hắn hẳn là có thể nhìn ra tàn phá đồ này cử chỉ tiêu viêm mặc dù cực kỳ nhỏ bất quá lại vẫn bị phạm lăng gắt gao chú ý phát hiện lập tức không khỏi cười lạnh nói ngươi có lẽ không có cơ hội tiêu viêm nói thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể cấp tốc thẩm thấu ra cuối cùng đem bao vây cả thân thể thật không loại người thấy bảo vật hoa mắt như ngươi ta tại hắc giác vực thấy nhiều bất quá kết quả cuối cùng bọn họ cũng không có cái nào tốt phạm lăng cười lạnh âm hàn huyết sắc đấu khí cũng là chậm rãi từ trong cơ thể dũng suất một cổ mùi máu tươi trong phút chốc tràn ngập theo huyết khí tràn ngập phạm lăng lưng thoáng có chức chuẩn bị giống như một đầu mãnh thú phát hiện con mồi vậy trong đồng tử từ, từ từ nổi lên tơ máu nhìn qua giống khí tức một dạ thú chân đạp mạnh xuống đất tự trong ít hầu đột nhiên gầm nhẹ thân hình giống một mũi huyết tiễn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt tiêu viêm thanh trường đao trong tay bị huyết sắc đấu khí bao vây xé rách không gian hung hăng chém xuống tại lúc phạm lăng chém xuống trong không khí vang lên âm thanh chói tay kéo dài tiêu viêm nâng thanh hắc trọng xích vốn đã được thanh sắc đấu khí phủ quanh lên mạnh mẽ đối kháng oanh vô tiếng nổ lớn vang lên năng lượng thanh sắc và hồng sắc đụng vào nhau khuếch tán ra trực tiếp là đem đất đá xung quanh hai người bay gần nửa thước người này lực lượng thật mạnh sau khi hai đao tiếp xúc phạm lăng cùng tiêu viêm tung mấy đá như tia chớp sau đó lui ra phía sau vài bước cảm thụ chân còn nhàn nhạt, nhạt đau đớn trong lòng không khỏi có chút kinh dị cha nói quả nhiên không giả huyết công pháp mặc dù bá đạo quỳ dị tu luyện tiến triển nhanh nhưng quá mức ỷ lại ngoại lực, lấy đấu khí trong cơ thể khó có thể đạt tới ngưng thật chi cảnh, cùng người đối chiến, tổng là có chút có hại, cũng may chỉ là đại đấu sư thu thập cũng không khó, trong lòng rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Khuôn mặt Phạm Lăng tái nhật cùng đấu khí trong tay vũ khí, cũng là biến đổi quỷ dị, mà cùng khuôn mặt biến hóa, song trưởng nâng lên, huyết sắc cấp tốc hiện ra, cuối cùng một tia máu thẩm thấu vào trong tâm trường, gần nháy mắt thời gian. Một đôi huyết trưởng cùng lúc trước đánh chết thanh trưởng lão thì giống nhau xuất hiện tại cánh tay Phạm Lăng, bất kể ngươi đến tột cùng là ai hôm nay ngươi cũng không có cơ hội hối hận bất quá vì cảm tạng ngươi mang đến cho ta tàn phá độ ẩn có bí mật tin tức tốt chờ ngươi sau khi ngươi chết ta sẽ không cho lưu lại thi thể ngươi giữa song trường mùi máu tươi không ngừng tán ra phạm lang giơ lên đầu hướng tiêu viêm cười lạnh hóa cốt huyết trường song trường phạm lang quỷ dị biến giống như máu tươi phía ngoài hai gã huyết tông trưởng lão không khỏi ngần ra nhìn nhau một cái nói không nghĩ tới tông chủ để đấu kỹ này dạy cho thiếu tông chủ a hắc bảo kia coi như là tự mình lấy trứng trọi đá, hắc, hoạt cai, tuyệt kỹ của huyết tông ta, nếu là đổi lại ta là ta, biến hắn thành cả người máu, hàn trưởng lão đã mất đi lực chiến đấu âm u cười. Đôi con người đen nhánh của tiêu viêm gắt cao nhìn chằm chằm huyết sắc vũ khí đang bạo xạ tới, tràn ngập mùi máu tanh, xuất sắc linh hồn cảm giác lực, làm cho tiêu viêm rõ ràng cảm ứng được huyết sắc vũ khí chung, nọ đối huyết trưởng hung hãn uy lực, tiểu tử kia, cẩn thận một chút, lấy thực lực như bây giờ. Nhưng cũng không phải đối thủ đấu linh cường giả, dược lão nhắc nhở thanh âm, tại tiêu viêm trong lòng vang lên không hẳn vậy nở một nụ cười nhẹ đôi mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại trong cơ thể đầu khí nạp tại trung tâm một lũ thanh giác hỏa dưỡng giống như núi lửa phún mạnh ra cuối cùng dọc theo một lộ tuyến huyền dị tại trong cơ thể chuyển dựng lên cao người định theo thanh sắc hỏa dưỡng quỷ dị xoay tròn đột ngột trong mắt tiêu viêm mơ hồ cảm nhận được một cổ năng lượng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo cùng lúc hỏa dưỡng vận chuyển cấp tốc từ thân thể thẩm thấu ra huyết khí ngập trời lao đến trong huyết vụ chứa kình khí âm hàn trong nháy mắt sông đến thân thể xong ngay lúc huyết vụ bao vây thân thể tiêu viêm đôi mắt tiêu viêm đột nhiên mở ra thành sắc hỏa diễm từ trong bạo xạ ra một cổ khí tức hùng hồn khiến bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ đột nhiên từ trong cơ thể tiêu viêm phát ra song trưởng vung lên như tiêu chớp thành sắc hỏa diễm phát ra trong lòng tiêu viêm đấu khí mạnh mẽ vận chuyển song trưởng đem khí tức bài sơn đảo hải quay về đánh huyết vụ trước người thiên hỏa tam huyền đệ nhất trọng thanh liên biến ầm trong huyết vụ một đôi huyết trưởng cùng thanh sắc hỏa trường huyết vụ chung song trưởng đối oanh sau yên lặng trong nháy mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên phạm lăng có chút hoảng sợ dị hỏa ngươi sở hữu dị hỏa tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên lại là một đạo nhiệt khí từ trong huyết vụ quách tán ra sau một lát huyết vụ trong không gian trực tiếp bị cổ nhiệt khí thôn tính đi rất nhiều phốc suy huyết vụ từ từ bị thôn tính đột nhiên vang lên thanh âm học máu tươi ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ trong huyết vụ trung bắn ra sau khi bắn ra chừng mười thước cuối cùng đánh mạnh vào một thân cây trên bóng người mềm nhũn, thân gập xuống, song trường chống mặt, máu tươi theo qué miệng rơi xuống. Tiếng hít thở dồn rập, không ngừng, thiếu tông chủ, ánh mắt quét về phía bóng người cực kỳ chật vật, hai vị trưởng lão huyết tông sắc mặt nhất thời đại biến, hoảng sợ thất thanh, phạm lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị trái xé một mảnh, trên khuôn mặt tái nhật hiện lên một màng kinh hãi, ho khan kịch liệt vài tiếng. Ngừng đầu lên đưa ánh mắt quét về phía đám huyết vụ từ từ tiêu tán, nhìn bóng người toàn thân đều bị bao vây trong thanh hòa, mơ hồ cảm thụ nhiệt khí thẩm thấu ra hai gã huyết tông trưởng lão đột nhiên có chút cảm thấy trong đầu khí cơ thể lưu truyền trì trệ lập tức hoảng sợ nói trên người hắn chính là dị hòa huyết tông công pháp chuyên về âm hàn bởi vậy nếu là gặp cùng một loại cấp bậc thiên địa hòa diễm thì sẽ giống như lão thử gặp miêu vậy loại tương khắc này là một loại áp chế tuyệt đối không có chút lực chống lại trong huyết tông môn quy có viết rõ nếu gặp hòa cường giả khác thường mau lui bất quá may mắn trên thế giới người sở hữu dị hòa cũng không nhiều nên nhiều năm như vậy người huyết tông cũng rất ít khi chính thức đụng thấy dị hòa cường giả lúc này đây đám người phạm lang nhất đúng là đen đủi. ngươi đến tục cùng là ai vì sao gây hấn huyết tông ta chỉ cần người lùi bước ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ huyết tông thề tuyệt sẽ không truy cứu sự việc phạm lang dãy dụ cùng hai gã trưởng lão cùng quát muốn đợi phạm lao chạy tới tiêu viêm tươi cười sáng lạn nhưng ẩn chứa băng hàn một câu phá tan mục đích của phạm lang thiếu tông chủ người đi trước đi để ta ở lại cản hắn lấy thực lực tông chủ hẳn là cũng nhanh giải quyết người thiên xà phủ chỉ cần kéo dài một chút thời gian liền có thể chống đỡ đến khi tông chủ đến tên là trưởng lão còn có lực chiến đấu trong tay nắm trường đao mặc dù trong lòng cũng là tràn ngập hoàng sợ đối với dị hòa nhưng giờ phút này cũng chỉ có hắn còn lực có thể cùng đối phương đánh một trận nghe là trưởng lão nói phạm lăng cắn răng quay đầu bỏ chạy nhìn phạm lăng quay đầu chạy không có chút chần chờ tiêu viêm đột nhiên cười cười nhưng thân thể không động tĩnh quay đầu chạy một đoạn không cảm nhận được kịch chiến phía sau Phạm Lăng nổi lên một cỗ nghi hoặc, song nghi hoặc vừa mới hiện lên, nhưng là đột nhiên hiện lên một tia thất thải quang ảnh, trong tầm mắt chợt lóe thất thải quang ảnh, giờ phút này giống như kinh cung chi điều Phạm Lăng không kịp nhìn, chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra. Lập tức nhớ mày, vừa muốn tiếp tục chạy trốn, ngực đột nhiên đau đớn mãnh liệt, cô nén đau nhức, Phạm Lăng chậm rãi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái thất sắc từ phía sau lưng xuyên thấu ra. Thất thải quang ảnh sau khi xuyên thấu thành một lỗ nhỏ mà Phạm Lăng không coi vào đâu, bỗng biến thành một thất thải tiểu xà lớn gần nửa thước con mắt gắt gao nhìn chăm chăm tiểu xà có một đôi mắt yêu dị phạm lăng nghĩ không rõ lấy lực phòng ngự đấu lên cường già bị nó xuyên trực tiếp qua như đậu hũ lần này thật hào từ ngực truyền đến đau nhức làm cho ánh mắt phạm lăng từ từ mơ hồ tại lúc sắp ngã xuống hắn mạnh mẽ quay đầu ánh mắt xuyên thấu qua khe hở vừa vặn nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm trượt thịnh cùng với hai tiếng kêu thảm thiết vì bị dị hỏa khắc chế tuyệt đối hai gã trưởng lão một trọng thương một bị vết thương nhẹ căn bản không có khả năng sống sót trong tay tiêu viêm đột nhiên thực lực tăng vọt, thân thể từ từ ngã xuống, đôi mắt phạm lăng dần khép lại. Giữa lúc mơ hồ hắn nhìn thấy hắc bảo nhân chậm rãi xuyên qua trong rừng, quay về hướng mình bước lại, theo bước tiến, thanh sắc hỏa diễm trên thân thể tiêu viêm từ từ lui vào cơ thể, mà khí tức có thể so với đấu linh cường giả cũng là lặng yên hồi xúc. Đi đến trước mặt phạm lăng, khí tức tiêu viêm hồi phục là đại đấu sư, sắc mặt chút tái nhợt, ho khan kịch liệt vài tiếng, mắt nhìn bàn tay bởi vì lực lượng quá độ cường đại xuất hiện vết xém hắn không khỏi nở nụ cười khổ một tiếng thắc giọng nói thiên hỏa tam huyền biến uy lực thật là không sai chỉ tiếc đối thân thể tổn thương cũng không nhỏ không nghĩ tới người thành công sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất trọng biến hóa chỉ bất quá hôm nay còn có chút không thuần thục nếu không mặc dù hao tổn dám chắc sẽ có nhưng ít nhất không gặp phải loại thương thế này dược lão thanh âm có chút kinh ngạc tại trong lòng tiêu viêm vang lên xem ra hắn đối việc tiêu viêm trong một tháng học được cách sử dụng thiên hòa tam huyền biến cảm thấy có chút ngạc nhiên tiêu viêm có chút gật đầu đưa thôn thiên mãng thu vào trong áo sau đó cúi người tháo nạp dưới trên ngón tay phạm lăng rất nhanh một trận lục lọi một hồi lâu sau một hàn hộp ngọc bị hắn lấy ra miệng có chút khô khốc nhìn hộp hàn ngọc kinh khủng trong tay với định lực của tiêu viêm trái tim cũng là hung hăng đập mạnh hít một hơi sâu hắn không có mở hộp hàn ngọc mà trực tiếp thu vào trong nạp với mình sau đó lục lọi tiếp một lúc sau hiện ra một khối cổ tàn phá đồ mở tàn phá đồ ra xuất hiện trước mắt tiêu viêm lộ tuyến quen thuộc giống như một nửa đồ án yêu dị cuối cùng cũng tới tay nhìn tàn phá đồ khuôn mặt tiêu viêm nảy lên một chút kích động cẩn thận đưa vào trong nạp giới thở một hơi thật dài tiểu tử kia nhanh lên đi ta nhận thấy khí tức phạm lao vừa mới thu tàn phá đồ thanh âm dược lão vang lên vội vàng sau khi tiêu viêm biến mất tầm 10 phút một đạo hồng sắc ảnh từ từ bầu trời phóng nhanh qua thân hồng ảnh đột nhiên dừng lại cả người run rẩy nhìn một cổ thi thể trong giây lát sắc mặt tái nhợt ngửa đầu xuất một đạo âm thanh oán độc tiếng hô vang một hồi lâu mới từ từ hạ xuống bất kể là ai chỉ cần bồn tông cha ra ta sẽ băm vằm thành vạn mảnh suốt một đêm chạy trốn bán mạng làm cho tiêu viêm chạy ra rất xa so với hắc ấn thành mà lúc này cho dù phạm lao kia có khả năng thông thiên cũng không thể ở ngoài vài trăm dặm này mà tìm ra được tiêu viêm bàn tay tiêu viêm nhoáng lên một cái tàn phá bản đồ kia xuất hiện trong lòng bàn tay ngay sau đó bấm tay nhẹ vào nạp giới một phần tàn phá bản đồ khác lấy được từ chỗ hải ba đông hiện ra bàn tay thật cẩn thận đem hai tấm bản đồ ghép lại tiêu viêm không khỏi cười khẽ một tiếng không nghĩ rằng mới chỉ vèn vẹn ba năm tàn phá bản đồ không biết phân tán nơi nào trên đại lục cuối cùng lại xuất hiện trên tay mình thật sự là quá may mắn hoàn hảo mảnh tàng bảo đồ đầu tiên ta đoạt được bên trên có đồ án tịnh liên yêu hòa nếu không chỉ sợ ngay cả lão sư cũng không thể từ phần tàn phá bản đồ này liên tưởng đến dị hòa vàng bài danh đệ tam tịnh liên yêu hòa kia nếu chúng ta không biết chi tiết đích xác của tàng bảo đồ trong lòng thầm kêu may mắn tiêu viêm lại cẩn thận đem bản đồ thu lại bàn tay lại lật ra một cái hàn ngọc hạp màu trắng sương mù hiện ra ăn nó đi giữ lại trên người không an toàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên vang lên trong lòng tiêu viêm ếch gì nghe vậy tiêu viêm ngần ra trong lúc nhất thời cũng không hồi thần được ta nói ngươi phục dụng quả âm dương huyền long đan này nhìn thấy bộ dạng kia của tiêu viêm dược lão bất đắc dĩ phải lập lại bây giờ tại đây tiêu viêm thần tình kinh ngạc đây là thất phẩm đan dược a à? liền ở cái nơi không an toàn này phục dụng. Trước kia, khi hắn dùng tam văn thanh linh đan còn phải tìm một địa phương an toàn không người quấy dày để hào hào luyện hóa dược lực đi, đừng nói nhảm, ăn, dược lão không kiên nhẫn thúc giục, bàn tay nắm chặt âm xương huyền long đan, tiêu viêm hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ nhét vào miệng. Còn chưa kịp làm gì khác, một cỗ nhiệt lưu đã theo ít hầu trôi xuống, nhiệt lưu mênh mông như hồng thủy, phô thiên cái địa mạnh mẽ tiến vào trong thân thể, tiêu viêm cắn chặt hàm răng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống cùng đợi dược lực bùng nổ. Nhưng mà sau khi tiêu viêm ngồi xếp bằng không bao lâu, dược lực phát huy mà tiêu viêm đoán trước lại không xuất hiện, sau nhiệt lưu tựa hồng thủy kia giống như dòng nước tiến vào trong biển sâu, chậm rãi lắng động lại rồi hoàn toàn biến mất. Đôi mắt nguyên bản nhắm chặt dần dần mở, tiêu viêm nhìn thân thể không có nửa điểm khác lạ, mình nhịn không được run rẩy một chút, có một chút hồn hền nói, lão sư, âm dương huyền long đan chết tiệt này không phải là hàng giả a, à, sao đến nửa điểm phản ứng cũng không có, ngươi muốn phản ứng gì? Một vật thể kim quang đại phóng, giống như những đan dược khác người phục dụng trước nay, khiến cho người thống khổ. Tiêu viêm mụ mẫm nói, ít nhất cũng phải cũng có tình huống bất bình thường xảy ra chứ, ăn âm dương huyền long đan kia, kết quả ít ra cũng có một chút lợi ích a, à, dù sao nó cũng là thất phẩm đan dược. Ở đấu giá hội, đấu giá sư kia không phải nói qua sao, âm dương huyền long đan cũng không phải là loại đan dược có tác dụng chính là tăng lên thực lực, là một cỗ dược lực phá xong rồi lập lại, giờ nó đang thẩm thấu trong thân thể ngươi, đợi cho ngày sau nếu thật sự ngươi tiến vào trong tình huống sống chết kia, nếu vận khí tốt tự nhiên là có thể có được chỗ tốt khó tưởng tượng được hiện tại coi như tiềm ẩn a à, nhìn thấy sắc mặt buồn bực của tiêu viêm dược lão không khỏi có chút buồn cười đi thôi từ giờ trở đi thẳng tiến đến giả nam học viện dựa theo bản đồ lấy tốc độ của ta chỉ cần ba ngày hẳn có thể đổi tới tiêu viêm khẽ nói ân ở trong giả nam học viện chỉ sợ ngay cả hồn điện quỷ dị kia cũng không tiến vào trong đó dù sao một ít lão gia hòa trong học viện cũng không phải là người ngồi không với lại ngươi cũng đừng vọng tưởng ta sẽ cho ngươi mượn linh hồn lực lượng làm cái việc gì những lão gia hòa hồ ly kia rất dễ dàng phát giác được hành tung của ta dược lão cười nói ách lão sư cũng quá xem thường ta à mấy năm nay vì ngươi tuy rằng vẫn không thể lao đến cấp bậc cường giả đối chiến nhưng trong lúc không ngừng bị đánh ép cùng chạy trốn ta có cần ngươi ra tay giúp không nghe vậy tiêu viêm nhất thời đảo cặp mắt trắng giã bĩu môi nói hắc hắc cũng chưa chắc già nam học viện làm học viện lâu đời nhất tại đấu khí đại lục thiên tài bên trong tựa nhiều như mây hơn nữa ta nghe nói trong học viện còn có một cái nội viện đệ tử trong đó mới chân chính là một người trong vạn đem tiểu gia hòa nhà ngươi bỏ vào trong đó chỉ sợ có một chàng cười cho thiên hạ thôi dược lão trêu tức ta đây cũng thật mong chờ a à, vừa nói từ vân rực trên vai cũng chậm rãi rung nhẹ lên thân thể đột nhiên bay lên vẽ một vạch ngang trên không trung sau đó gào thét bay vút về phía chân trời phương bắc ba ngày sau tiêu viêm phi hành đến cửa trấn nhỏ tiêu viêm hít sâu một hơi đem hàn ý trong lòng đuổi ra cũng không để ý đến đám người giao dự không dám tiến vào trấn này nữa cước bộ nhấc lên bước vào trong hòa bình trấn nơi đại biểu cho nhập khẩu của già nam học viện rất nhanh tiêu viêm tìm ra chấp pháp đội già nam học viện và khai báo thân phận tiêu viêm 18 tuổi đạo sư ánh mắt chớp chớp trong đầu tiêu viêm hiện lên hình ảnh nữ nhân thành thục dịu dàng như nhu thủy kia không khỏi cười nói nhược lâm đạo sư 18 tuổi 18 tuổi lại dám một mình đi ngang qua hắc giác vực tiểu tử mặc kệ lời của ngươi nói là thật hay giả sự quyết đoán của ngươi thật sự là lần đầu tiên ta thấy. trung niên nhân phất phất tay vừa muốn phân phó mấy người ở sau tra hồ sơ một gã thanh niên đang nhíu mày đau khổ suy tư cái gì đó sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi thất thanh nói tiêu viêm chẳng lẽ ngươi là cái tên tiêu viêm người gia mã đế quốc xin phép nghỉ hai năm khi xác nhận được thân phận của tiêu viêm khoác đức mới lộ ra một nụ cười chân tình vỗ vỗ vai tiêu viêm có chút thầm ý cười nói tiểu tử kia quả không đơn giản a à, tầm hơn hai năm trước ngươi vẻn vẹn chỉ là một tứ tinh đấu giả nhưng hôm nay chỉ sợ ít nhất cũng đã đạt tới cấp bậc đấu sư a nghe được lời này của hoác đức các chấp pháp hội viên bỗng chốc ngẩn ra đem những ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hướng về phía tiêu viêm hai năm thời gian từ tứ tinh đấu giả tấn giai thành đấu sư cái loại tốc độ thế này thực sự cũng là rất biến thái a tiêu viêm khẽ cười cười không hề phủ nhận cũng không thừa nhận ngươi bây giờ đang tính vào trong học viện sao hoác đức cười hỏi ân tiêu viêm gật đầu cầm theo nó ngươi mới có đủ tư cách tiến vào khoác đức từ trong nạp giới lấy ra một khối huy chương xanh thẫm đưa cho tiêu viêm sau đó giống như chợt nhớ ra cái gì quay đầu hướng đến các chấp pháp đội viên ở trong phòng cười hỏi đúng rồi ngày mai tiệu hồ là ngày diễn ra nội viện tuyển bạt tái phái không ân đúng vậy khoác đức phó đội trưởng một gã đội viên vội vàng trả lời vận khí của ngươi thật là may mắn vừa mới tới học viện mà đã có thể tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này bất quá ta vẫn còn nhớ rõ trong lần nội viện tuyển bạt tái năm ngoái cũng có tên của ngươi thì phải chắc hẳn là do nhược lâm đạo sư sắp xếp báo danh tham dự cho ngươi tiếc là cuối cùng ngươi lại không có tới điều này đã làm cho nhược lâm đạo sư cực kỳ tức giận cho nên ta nghĩ năm nay nàng hẳn sẽ không tiếp tục giúp ngươi báo danh đâu dù sao tuyển bạt tái năm nay rất quan trọng có quan hệ mấu chốt tới việc nàng có thể hay không thăng cấp lên huyền giai đạo sư hoác đức tủm tìm cười nói ếch. tiêu viêm ngần ra nhớ tới năm đó đã từng chứng kiến vẻ mặt giận dữ của nữ nhân có tính cách dịu dàng như nước này sau đó chỉ biết cười khổ một tiếng nói ta lúc đó đích xác là có chuyện quan trọng, không thể đến kịp à, hắc hắc, chuyện này cũng không hề liên quan đến ta. Người hãy tự đi tìm nàng ma giải thích đi, hoặc đức cười cười khi trông thấy tiêu viêm sắp gặp phải tai họa, ánh mắt lướt ra bên ngoài bầu trời đã dần dần tối sầm, trầm ngâm nói, hiện tại sắc trời cũng đã tối rồi, bất quá ta thấy người đang vội vã muốn tiến vào học viện, nên ta cũng sẽ không giữ chân người nữa. Bất quá ở bên ngoài già nam học viện, còn có một mảng rừng rậm nguyên thủy rất lớn, nơi đó có đông đảo cao giai ma thú, ban đêm mà đi qua đó sẽ rất nguy hiểm, ta có thể cho phép người cưỡi sư thiếu trực tiếp chạy tới già nam thành có được không vậy thì thực đà tạ quốc tác đạo sư nghe được lời này tiêu viêm vui vẻ cảm kích nói bản đồ mà đa mã đã cho hắn vẻn vẹn chỉ là bản đồ phạm vi hắc giác vực cho nên sau khi hắn tiến nhập hòa bình chấn đối với việc phải phi hành sang bên kia không hề hay biết hiện giờ có người tự nguyện dẫn đường hiển nhiên là hắn cầu còn không được ha ha không có gì hoác đức cười cười bộ dạng hiện tại của hắn so với bộ dạng lạnh lung mà lúc trước hắn bày ra ở trước cửa trấn hoàn toàn không phù hợp hắn phất phất tay gọi một nam một nữ chấp pháp đội viên, sau đó phân phó để cho hai người đi ra ngoài chuẩn bị, tiêu viêm này. Trước khi ngươi đi ta cũng nên nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng ngươi còn chưa có tiến vào học viện, nhưng những đối thủ đang chờ ngươi xuất hiện trong già nam học viện, chỉ sợ là không ít đâu, ha ha, nói thế chắc ngươi cũng hiểu nguyên nhân rồi, chính là bởi vì cái nữ hải tử vĩ đại có tên là Huân Nhi đó. Nghe vậy, tiêu viêm chỉ cười khẽ, đa tạ hoác đức đạo sư đã nhắc nhở, tiêu viêm sẽ ghi nhớ trong lòng. Hắn hướng về phía hoác đức vừa cười vừa chắp tay, chợt nghe được ở bên ngoài vang lên tiếng gầm nhẹ của sư thứ tiêu viêm cũng không hề chần chừ xoay người bước nhanh ra khỏi phòng nhìn thấy ở ngã tư đường đối diện đã có một con sư thiếu to lớn xuất hiện ở đó lúc này một nam một nữ ở trên lưng sư thiếu hướng về phía tiêu viêm cười nói tiêu viêm học đệ lên đây đi chúng ta sẽ hộ tống ngươi đến già nam thành đa tạ hai vị tiêu viêm cười cười mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất thân hình mạnh mẽ nhảy lên lưng sư thiếu rên già nam học viện nhìn thành trấn nhanh trong trở lên nhỏ bé tiêu viêm nhẹ thở ra một hơi ngần đầu ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong đầu chậm rãi hiện lên dung nhan thanh nhã tinh xảo của một thiếu nữ đang mỉm cười với hắn đây chính là thiếu nữ mà hai năm qua hắn ngày đêm nhung nhớ huân nhi rốt cuộc cũng có thể gặp lại ngươi rồi sáng hôm sau ở một giác đấu tràng trung tâm giả nam học viện biển khán giả ở trên khán đài xung quanh giác đấu trường chỉ cần lướt mắt một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường vào lúc này trên giác đấu tràng hai đạo thân ảnh một nam một nữ vị trí lần lượt thay đổi song trường tiếp xúc phát ra dao động đấu khí hung mãnh làm cho khán đài xung quanh thường xuyên bộc phát ra những âm thanh sợ hãi bất quá hơn nửa ánh mắt trên khán đài rõ ràng đều tập trung trên thân ảnh xinh đẹp mà thanh y thân thể mềm mại liên tục chớp động nhẹ nhàng phiêu giật hai đạo thân ảnh lại một lần nửa giao thủ rồi tách ra thanh y thân ảnh xinh đẹp nhanh hơn một chút song trường kim quang chợt đại thịnh bắn ra một đạo ánh sáng chuẩn xác bắn vào ngực của thanh niên đối thủ kinh khí mạnh mẽ trực tiếp đem người đó chấn văng ra khỏi vòng chiến học trường đa tạ thiếu nữ sau khi nhất kích lùi địch mỉm cười hướng về phía nam từ bộ dáng có chút anh tuấn kia khom người một cái theo đúng tiêu chuẩn lễ tiết huân nhi học muội không hổ là đệ tử có tiềm lực nhất trong tuyển bạt tái lần này ta thua tuy rằng bị đánh bại nhưng tên nam tử anh tuấn kia vẫn cười cười ánh mắt nhìn thật sâu thanh y thiếu nữ xinh đẹp tựa như thanh niên làm cho lòng người mê đắm kia rồi tiêu sái rời đi trận này huân nhi chiến thắng nghe được tiếng quát của trọng tài vang lên thanh y thiếu nữ lúc này mới xoay người rời khỏi quyết đấu chàng Huân Nhi, thật là giỏi, sau khi thanh y thiếu nữ xuống đài, ở một nơi trên khán đài, một nữ tử bỗng hướng về phía nàng phất phất tay, cười nói, nhược lâm đạo sư. Không hề chú ý đến những ánh mắt nóng bỏng đang phóng tới từ xung quanh, Huân Nhi tiến vào khán đài được an trí một cách đặc thù, cười dài hô lên một tiếng nhìn về phía một đám nữ tử ở bên cạnh khán đài, mỉm cười nói, tiêu ngọc biểu tỷ, Tiểu ni tử thực sự là càng ngày càng lợi hại, đến ngay cả Mạc Văn cũng bị người đánh bại, xem ra lần này ngươi nhất định có thể tiến vào nội viện. Một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồng phục tím nhạt, cười cười đi tới, khi nàng bước đi, rất nhiều ánh mắt nguyên bản đang tập trung trên người Hoan Nhi, phải cấp tốc chuyển hướng sang cặp chân dài thon thả mượt mà bị bó sát trong ống quần của nàng, đó quả thực là một đôi chân dài mê người đầy dụ hoặc. Hy vọng là như vậy, Hoan Nhi khẽ cười, sau khi cùng Tiêu Ngọc và chúng nữ ở phía sau trò hỏi, liền kéo tay Tiêu Ngọc đến bên cạnh Nhược Lâm đạo sư ngồi xuống, thấp giọng nói cười, Tiêu Ngọc biểu tỉ, tại sao Tiêu Viêm ca ca còn chưa tới? Hoan Nhi lấp lếp mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc hỏi tuy rằng nhìn nàng tựa như không có lo lắng gì nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ mang theo một chút lo âu ân nghe vậy tiêu ngọc cũng chỉ biết thở dài một tiếng ngọc thủ nắm chặt thấp giọng mắng một tiếng cũng không biết cái tên kia đến tột cùng là đang làm cái gì lúc trước hắn chỉ xin nghỉ một năm vậy mà hiện giờ đã hơn hai năm rồi mà vẫn chưa chịu tới hắn hẳn là không lâu nữa sẽ tới hoa nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói ta cũng cũng hy vọng như vậy à bất quá hôm nay đã là ngày tuyển bạt tái bắt đầu hắn nếu vẫn tiếp tục vắng mặt vậy thì đạo sư sẽ tiêu ngọc cười khổ một tiếng trong lúc hai người đang cúi đầu thì thào thì ở bên trong quảng trường đã trải qua ba trận đấu mà khi trận đấu thứ tư bắt đầu một gã nam tử nhanh chóng lên đài trường thương trong tay mạnh mẽ chống xuống đất ánh mắt nóng bỏng ẩn chứa tính chất xâm chiếm không chút nào che giấu quét tới chỗ huân nhi huyền giai tam ban tiếu băng đấu với hoàng giai nhị ban tiêu viêm theo thanh âm trọng tài hô lên nhất thời quảng trường đang huyền náo đột nhiên im lặng vô số ánh mắt đều hướng về phương vị của hoàng giai ban hai trong hai năm này cái tên tiêu viêm này sớm đã bị đệ tử thậm chí cả đạo sư của già nam học viện ghi nhớ rất kỹ dù sao từ khi già nam học viện được sáng lập tới nay lần đầu tiên mới gặp cái loại đệ tử trực tiếp xin nghỉ học hai năm như hắn đối mặt với vô số đạo ánh mắt đang bán tới kia chiếc chán trên bóng của nhược lâm đạo sư nhịn không được xuất ra một chút mồ hôi lạnh hai bàn tay nắm chặt lại ánh mắt quét nhìn xung quanh chờ đợi thân ảnh mà hai năm trước nàng cực kỳ coi trọng có thể giống như cứu thế chủ đột ngột xuất hiện quảng trường an tĩnh lại cũng làm cho huân nhi và tiêu ngọc khẩn trương hẳn lên liếc mắt nhìn nhau một cái đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một chút lo âu tiêu viêm sao một chút can đảm mà cũng không có không dám thò đầu ra khiến cho một nữ hải tử phải thừa nhận những lời chỉ trích không cần thiết như vậy tên này thực sự không được ở một vị trí trên khán đài một bách y thanh niên lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói hắn không xứng với huân nhi bạch y thanh niên này chính là người mà ngày đó huân nhi đã gặp ở dưới chân núi hình như tên là bạch sơn là nhân vật tuổi trẻ phong vân bậc nhất của già nam học viện thực lực cũng không hề thua kém huân nhi đây chính là nam nhân làm cho huân nhi thường xuyên nhắc tới ư hắn là họ nhà dùng à đi theo cái loại nam nhân này còn không bằng đi theo ta đây cáo loại số nam nhân này thì có cái gì tốt chứ toàn bộ là cái bọn được dựa chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi ở một chỗ khác trên khán đài một hồng y thiếu nữ hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào một ống sắt những đường cong xinh đẹp của nàng do dựa lưng vào ống sắt thẳng tắp mà hiển lộ ra cực kỳ mê người lúc này nàng đang nhìn vào quyết đấu chẳng ở trên quảng trường, không khỏi bĩu môi, khinh thường cười lạnh nói. Tiểu nữ, ngồi xuống cho ta, trước mặt mọi người, làm càng như vậy còn ra thể thống gì nữa, ở bên cạnh hồng y thiếu nữ, một lão giả giàu tóc bạc trắng thấy tư thế đặc biệt và những lời nói của nàng, không khỏi tức giận nói. Hồng y thiếu nữ này rõ ràng là ở già nam học viện có địa vị không thấp, không chút khách khí với lão nhân bên cạnh, hư lạnh nói, uổng cho người là phó viện trưởng ngoại viện, nếu đổi lại là ta, đã sớm đem cái tên tiêu viêm kia đá ra khỏi học viện rồi nghi học 2 năm, hừ, thực là quá cao ngạo. Không có biện pháp, tại vì Huân Nhi có tình bao che cho tiểu tử kia mà, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chật trầm ngâm nói, bất quá nếu như lúc này, hắn vẫn tiếp tục vắng mặt, vậy thì cũng không có biện pháp nào khác à, quy củ của già nam học viện không thể bị phá hủy được. Chả lẽ ngươi còn có thể nghĩ rằng trong vài phút đồng hồ cuối cùng này, cái tên tiêu viêm kia còn có thể xuất hiện sao, hồng y thiếu nữ liếc mắt nhìn lão nhân, nói, ta thực sự là hy vọng như vậy, lão nhân thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi cho khôi hài này chấm dứt. Không khí yên lặng, kéo dài hơn 2 phút trên quảng trường, sau đó một ít tiếng nói khe khẽ rốt của cũng vang lên. Ai, cái tên hỗn đản này đúng là cái loại không biết sự chư tín, nhìn khuôn mặt thất vọng của nhược lâm đạo sư ở bên cạnh, tiêu ngọc thở dài một hơi, thấp giọng mắng. Huân Nhi cục đầu xuống, kéo kéo tay áo của nhược lâm đạo sư, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, đạo sư, ha ha, không cần tự trách mình, việc này đâu có liên quan đến ngươi, nhược lâm đạo sư vỗ vỗ bàn tay Huân Nhi làm ra vẻ mạnh mẽ an ủi, không sao đâu, cùng lắm thì ta đợi thêm ba năm nữa là được, đi thôi. Nhược lâm đạo sư đứng lên, nhìn Tiêu Ngọc và Huân Nhi nói, có thể thấy mắt của nàng đã hơi ửng đỏ, xem ra thực sự không có bình tĩnh như những lời nói của nàng. Một đám nam nữ trong ban cũng thất vọng thở dài đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quảng trường, nhưng mà, khi Huân Nhi vừa mới đứng lên, thần hình mềm mại chợt cứng đờ, trên mặt đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm nói, hắn đến rồi, ách, cái gì, đám người tiêu ngọc ở bên cạnh ngẩn ra, không nghe được rõ ràng nên hỏi lại, hư. Ngay lúc Tiêu Ngọc đang hỏi Huân Nhi, trên bầu trời của quảng trường, bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai, khiến cho ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Theo âm thanh xé gió vang lên, một đạo bóng đen bỗng từ trên bầu trời bán xuống, nện thật mạnh xuống quyết đấu tràng, khiến cho sàn đấu cứng rắn, trực tiếp bị chấn thành bột phấn, chỉ nghe phịch một tiếng, rồi sau đó bụi mù bay lên che kín cả khu vực, là ai. Nhìn thấy bóng đen kia bắn xuống trên đài, tên thanh niên cầm thương tên là Tiết Băng kia, không khỏi quát lạnh hỏi quân nhi ánh mắt cắt gao chăm chú nhìn vào khu vực bị bụi mù che phủ kia trên quần mà tươi cười dâng lên một chút kích động khó có thể che giấu hắn đến rồi kết thúc tập này ở đây nhé mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất cảm ơn mọi người